Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với channel của mình là Lộc Sutiki đây. Hôm nay Lộc sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.14 nha các bạn. Và trong ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái chỗ farm dân làng nha các bạn ơi. Ok, bây giờ mình sẽ quánh mấy tên này cái đã. Nãy, hôm nay cầm rìu hả? Cầm, ui da, cho quên mặc giáp. Ui, đừng. Ui, mình quên mặc giáp. Wow, mình đánh tên này ra cái rìu sắt á các bạn. Ui, mình dục cái giáp trong đây, mình quên mặc vào. Mình cũng farm một ít kinh nghiệm để enchant cái giáp kim cương lên các bạn ơi. Ok, bây giờ mình sẽ xử nốt mấy tên trong chỗ của mấy bé panda nha. Nó mấy tên này cả gan dám chui vô đây luôn này. Dám chui vô đây hả? Thầy thì chui vô đây. Ui, mấy bé gấu panda sợ chui lên kia kìa các bạn ơi. Cả gan vô đây hả? Ui. Ui da. Rồi mày liều rồi con mày. Ui, rồi. Ui. Rồi, nó bắn ngõm hết một bé panda rồi các bạn ơi. Cái tên này mày phải trả giá. Mày hả? Rồi luôn. Rồi mình hại một bé gấu panda bị tên Billiter này bắn rồi các bạn ơi. Không biết đó là bé gấu. Ôi. Ok, giờ mình sẽ trả thù cho mấy bé gấu panda luôn. Thiệt tình ấy. Chả sao mấy tên này cứ lợi cho mình rồi bây giờ còn bắn ngõm hết một bé panda các bạn ơi. Giận ghê. Ok, giờ mình sẽ ngủ cái đã. Ok, cảm ơn. Trước khi đi xây cái chỗ farm dân làng ấy thì mình sẽ enchant cái bộ giáp mình lên cái đã. Để mình có thể mạnh hơn ấy. Ok, giờ mình sẽ gỡ mấy cái đồ này xuống nè. Đó, rồi. Quang bệnh rồi enchant lên đấy các bạn. Mình cũng đủ kinh nghiệm để enchant rồi. Mình sẽ lấy một ít cái lưu ly quang bệnh enchant luôn nha. À, với bộ giáp kim cương này thì mình sẽ có thể chiến đấu dễ dàng. Ui trời. Ở đây còn một tên. Này thì Billiter dám quýnh bé gấu panda của tôi. Giận hết sức á. Bây giờ mình gặp tên nào mình xử tên ấy các bạn ơi. Cả gan dám mà bắn đa hết một bé gấu panda của mình rồi. Giận hết sức luôn. Rồi ok. Bảo vệ 4. Về cái này chắc mình sẽ ép vô cái giáp nha các bạn. Ủa. What? Bảo vệ 4. Bảo vệ khỏi vật được bắn 4. Có nên ép cái giáp chống vật được bắn không các bạn? Tại vì mấy tên Billiter bắn mình rất là đau luôn ấy. Ok, chắc mình sẽ ăn chanh cái dòng này luôn nha. Để mình có thể chiến đấu với Billiter dễ hơn các bạn. Đó. Boom. Chỉ có một dòng mà không sao đâu. Bảo vệ khỏi vụ nổ. Sải bước dưới nước. Cái dòng sải bước dưới nước là giúp mình bơi nhanh dưới nước á các bạn. Wow, được á. Cái này là bảo vệ. Lấy dòng này không ta? Ok, chắc mình sẽ enchant cái quần á. Ok, chắc enchant cái giò nha các bạn. Rồi. Bảo vệ khỏi vụ nổ 4 luôn. Được đấy. Cái này là bảo vệ 4 này. Cái này là bảo vệ cơ vật được bắn. Ok, chắc mình sẽ enchant dòng bảo vệ nha các bạn. Tại vì cái dòng bảo vệ rất là ok luôn. Nó giúp mình chống lại mọi cái sát thương khác ấy. Đó. Rồi, bảo vệ này. Bộ giáp này thì mình không còn sợ mấy tên Militia nữa các bạn ơi. Tại vì mình có hai món bảo vệ cơ vật được bắn 4 này. Đó, rất là bảo vệ 3. Ok, lấy bảo vệ 3 luôn nha. Để coi cây ghiều được cái gì đó. Cây ghiều được gia tài. Cây kiếm thì sao? Kiếm được đánh bật lùi á. Ôi, đánh bật lùi mà không thích đâu các bạn. Ok, lấy nóng bảo vệ luôn nha. Bảo vệ khỏi nổ luôn. Vậy mình có hầu hết mấy cái dòng mà bảo vệ luôn các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ nhét cái bộ giáp cùi của mình vô đi. Đó, bộ giáp này nó sẽ đồng hành. Nó đã đồng hành cùng mình ấy trong suốt khoảng thời gian qua rồi. Bây giờ mình sẽ mặc bộ giáp mới nào. Boom. Yeah. Bây giờ núp đã có một bộ giáp kim cương rồi các bạn ơi. Bây giờ không còn sợ mấy tên cướp dân làng nữa đâu. Bây giờ mình gặp tên nào mình sẽ quánh tên đấy để trả thù cho bé panda hồi nãy nha. Ok, bây giờ mình sẽ lấy đồ rồi chúng ta cùng nhau xây cái chỗ farm dân làng nha các bạn. Đầu tiên thì mình cần phải lấy một ít sắt các bạn ơi. Để mình có thể làm mấy cái đường ray ấy, rồi chở mấy dân làng nữa các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ làm một ít cái đường ray nha. Đường ray thì cần que này. Đó, que mình có một ít ở đây và ở đây. Đó, bây giờ mình sẽ đổi ra cái đường ray nè các bạn.
Để cho nó chạy nhanh ấy thì mình cần có cái đường ray tăng tốc các ông ơi. Đường ray tăng tốc thì cần vàng ấy. Đó, hình như là cần redstone nữa hay sao ấy. Redstone hình như mình để cái rương ở trên này. Đó, mình có ở đây. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau làm cái đường ray tăng tốc luôn nhá. Rồi, đường ray tăng tốc này. Đấy, mình được hai mấy cái rồi. Và một cái đuốc redstone đấy các bạn. Đuốc redstone thì cũng hai mấy cái luôn để thắp sáng mấy cái đường ray tăng tốc các bạn. Rồi, ổn rồi. Sẵn tiện chắc mình sẽ ép hai cái cây nỏ lại luôn các bạn, tại vì mình có hai cây nỏ này. Cái cục đá mài đâu ta? Ủa, cục đá mài mình vứt ở đâu nhờ? Ủa, cục đá mài mình để đâu ta? Cục đá mài mình nhớ mình để đây mà. Ủa, à quên, mình để ngay chỗ anh cha. Quên các bạn ơi. Ok, giờ mình xem. Ui. Wow, chui hết mấy anh hai này lại tìm mình nữa rồi. Bây giờ mình sẽ lấy cái khiên ra. Chắc mình sẽ làm một cái khiên mới các ông ơi. Khiên mình cũng gần hư rồi. Bây giờ mình sẽ làm một cái khiên mới luôn nha. Khiên đâu. Giờ mình cần một cái khiên đúng không? Là sắt ở đây. Đó, và gỗ xung quanh đó các bạn. Đấy, rồi được một cái khiên mới này. Ok, quất ấm ảnh luôn. Đấy, này thì ha, quay lại này. Ui. Quýnh ha. Dám quay lại quýnh bé gấu của tôi hả? Mấy tên này cứ me me mấy bé gấu của mình các bạn ơi, thiệt là tức cái đi. Đó, này thì ha, quay lại này. Giờ mình gặp tên nào là mình xử hết luôn các bạn. Dám cả gan ha, xâm hại mấy bé gấu của mình. Ok, bây giờ mình sẽ ép hai cái cây nỏ lại các bạn ơi, để thành cái nỏ full ấy, rồi mình enchant luôn. Đó, enchant nào. Rồi, bỏ vô. Nạp nhanh. Có nên lấy dòng nạp nhanh không các bạn? Nạp nhanh. Ok, cũng được ấy, để mình nạp mấy cái mũi tên nhanh hơn các bạn ơi. Kệ đi, tạm thời thì enchant dòng nạp nhanh một thôi. Sau này có nhiều kinh nghiệm mình sẽ enchant thêm ấy. Rồi, được rồi. Rồi bây giờ mình sẽ qua bên ngôi làng các bạn để đưa mấy anh dân làng về cái bên đây nha. Thì mình đã dọn một cái khu khá là phẳng ở bên vùng sa mạc bên đây nè các bạn, để mình có thể làm cái chỗ farm ấy. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái chỗ đó như thế nào nha. Tại vì trong thời gian giới tập mình cũng đã dọn cho nó hơi phẳng phẳng ấy, để mình dễ dàng xây dựng ấy các bạn. Đó, khá là phẳng luôn thấy không? Đó, ngay đó đó các bạn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng qua ngôi làng nha. Ok các bạn ơi, mình đã quay trở lại ngôi làng ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ đưa mấy anh dân làng này qua chỗ bên kia nha các bạn, bằng cách đặt đường ray ấy, rồi chở mấy ảnh đi ấy các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ đặt ở đây một cái đường ray thường và một cái đường ray tăng tốc. Đó, để đẩy mấy ảnh nhanh hơn ấy các bạn. Đấy, cứ tương tự vậy mà đặt thôi. Tầm 7 đến 8 cái đường ray thường ấy thì mình đặt một cái đường ray tăng tốc là vừa đấy các bạn. Đó, hoặc là có thể nhiều hơn ấy. Đấy, tùy theo các bạn thôi. Rồi bây giờ mình sẽ đặt thêm một cái ở đây. Đó, tiếp tục làm mấy cái đường ray thường á các bạn. Làm cái này thì các bạn nên chuẩn bị thật là nhiều sắt cho mình nha, tại vì đường ray cũng ngốn khá là nhiều sắt ấy các bạn ơi. Rồi ở đây ngay cái dốc thì mình sẽ cho một cái đường ray để cho chạy nhanh hẳn luôn á các bạn. Đấy, tiếp theo dài xuống đó, mới đây gần tới rồi kìa. Ok, giờ mình sẽ nói đường ray dài tới đường kia luôn nha. Đó, trên đường ray đi ấy thì các bạn nên lưu ý là đừng để mấy con mớp chặn đầu nha các bạn, tại vì chặn đầu thì nó sẽ va vào mấy con mớp ấy, rồi xe mỏ sẽ tự quay lại khá là phiền luôn. Đấy, cho nên cần phải dọn hai bên đường cho trống nha các bạn. Rồi đặt xuống tút dưới đây luôn nè. Đó, mình còn hai stack các bạn ơi. Ồ, chắc cũng đủ ấy. Rồi đặt tiếp thôi. Đó, này là bo cua này, đặt cái bông ra. Ồ, chắc mình phải đi ngủ các bạn ơi, trời cũng tối thui rồi này. Ok, đặt lên đây và cắm cây đuốc lên. Đó, ok, ở đây thì chắc mình sẽ đặt block để cho nó đi qua sông luôn các bạn. Đấy, đặt xuống đây, cắm đuốc lên. Đó, ok. Giờ ở đây thì mình sẽ đặt một block này, đặt ngay tại đây. Đấy, vậy là có thể vượt được cái sông đó các bạn. Ở đây ngay cái dốc ấy thì các bạn nên đặt cho mình tầm hai cái đường ray nha, để cho nó chạy nhanh đấy các bạn. Đó, rồi đặt lên đây. Ở đây một cái dốc thì cho thêm một cái đường ray nữa. Đó, đặt cây đuốc ở đây. Rồi vậy là xong rồi. Bây giờ mình sẽ quay về nhà ngủ một cái, rồi sáng chúng ta cùng làm tiếp nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ chế tạo một cái xe mỏ các bạn để đi từ đây qua bên kia nha. À, sẵn tiện thử nghiệm cái đường ray coi mình làm có ok không nha các bạn. Rồi leo lên. Ui. Ô, phiên bản này bị lỗi không ơi.
bạn của mình đi xe mỏ nè, đi xe mỏ mà kiểu như bay dưới đất nè các bạn. Ui da, ui ui. Kệ sao. Ui ui trời 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 trời. Đó 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 đó. Coi nhân vật mình kìa. À, không ngồi các bạn, bay luôn. À, bay xuyên mặt đất luôn. Rồi. Đấy. Ui. Ủa, nó thấy không? Mình bị dướng bé heo nè, không đi tới được nữa này. Ui da. Rồi đi tiếp. Đó. Đi tiếp thôi. Ồ, phiên bản này bị lỗi cái đường ray các ông ơi. Đó, đường ray với xe mỏ ngồi lên nè. Đó. Mình chống đầu xuống đất luôn rồi. Ồ. Rồi mình sẽ cắm đuốc đá đỏ lên đã. Ở đây mình chưa cắm đuốc đá đỏ này. Hèn gì nó chạy chăm rì hả các bạn ơi. À, ở đây cho một cái nữa đi. Ở đây hơi xa nè. À, rồi gì là ổn rồi. Yeah. Đi xuống đi xuống. Rồi ở đây mình nên chặn một block các bạn ơi. Để đừng cho cái xe mỏ đi ra cho hướng khác đây. À, rồi. Bây giờ mình sẽ đưa mấy anh nhân làng vào xe mỏ nha. Tạm thời để xe mỏ vô đây đi các bạn. Ở đây thiếu một cái đường ray này. Rồi, ổn rồi đấy. Bây giờ mình sẽ đưa từng anh vô nha. Rồi ok, mình đã đưa một lần hai anh nhân làng luôn các bạn cho nhanh đi. Rồi, bây giờ mình sẽ dùng ngựa. Ui, ui bé mực rồi xong luôn. Mình cũng kịp bé mực rồi. Nhảy quá, để mình lấy cái túi mực các bạn. À, rồi, đi tiếp. Đấy, đi ngựa cho lành các bạn ơi. Đi kia cắm đầu xuống đất một hồi là mất máu chết đấy. Đấy, hai anh nhân làng đi cùng lượt à. Ồ, bây giờ mình sẽ đứng đây chặn lại các bạn. Nhiều khi hai anh đụng nhau ấy thì sẽ quay ngược lại thì khổ lắm. Ok, lên đẳng thôi. Đó. Rồi. Tới nơi rồi. Ui 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 nó nó. Ui da 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 ao ao ao. Đừng. Rồi, ổn rồi đấy. Bây giờ mình sẽ tạm thời đập mấy đường ray dưới đi các bạn để cho mấy anh ngừng di chuyển ngay. Ok các bạn ơi, sau khi chúng ta đã đưa mấy anh nhân làng về bên kia ấy, thì chúng ta sẽ lấy một ít cái cà rốt hoặc là lúa hoặc là khoai tây đều được nha các bạn, để trồng xuống ấy rồi cho mấy ảnh tự thu hoạch rồi bắt đầu sinh sản ra nha các bạn. Ok bây giờ chúng ta cùng qua một bển rồi làm một cái ruộng mini nha. Ok sau đó thì các bạn đặt nước ở đây rồi cuốc lên nha các bạn. Và ở phiên bản mới nãy hình như cái farm nhân làng thì cần cái thùng ủ phân các bạn ơi, không biết có đúng không nhưng mà mình thấy là cần cái thùng ủ phân đặt vào bốn góc ấy. Ok bây giờ mình sẽ cuốc lên trước đây rồi mình sẽ chế tạo cái thùng ủ phân các bạn rồi đặt ở bốn góc nha. Rồi cuốc lên. À, vừa cuốc vừa trồng luôn nha các bạn. Mình đem khá là nhiều cà rốt qua nè. Hơi bị dư các bạn ơi nhưng mà không sao đâu. Thấy tí mình còn cho mấy ảnh nữa mà đúng không. Đó, đem dư thì tí mình sẽ cho mỗi anh tầm hai stack mấy các bạn. Đó, tầm này chắc đủ á. Ok bây giờ mình sẽ cuốc lên. Đấy. Ở đây đặt cái thùng ủ phân này. Đó, cách một ô từ cái góc nữa bạn. Cách vào một ô thì mình đặt cái thùng ủ phân ấy. Rồi chọc thêm nào. Đó, chừa một ô đây. Rồi ở đây thì mình nghĩ là nên đặt một cái tấm kính hoặc là cái gì đó bạn, để đừng cho mấy anh nhân làng đi lọt vào cái hố này thì nó sẽ không hay đâu. Ok bây giờ mình sẽ làm một cái thùng ủ phân nào. Thùng ủ phân đây. Đó, công thức nó là gì nhé bạn. Làm bốn cái đúng không. Rồi bốn cái thì mình sẽ đổi cái này ra nè. À tiết kiệm mấy cái hàng rào ấy các bạn, tí mình còn ốp xung quanh nữa. Rồi ở đây mình sẽ đặt một cái, đặt một cái ở đây, đặt một cái ở đây và đặt một cái ở đây. Đó. Ui 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 trời 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 trời. No, mình phải bảo vệ mấy nhân làng lẻ các bạn ơi. Ui tự nhiên nó kích hoạt cái hiệu ứng ấy rồi. Ui lần nào mình đang xây thì cũng kích hoạt cái hiệu ứng này hết nha. Lúc nào xây cũng vậy các bạn ơi, lúc nào cũng xây thì nó lại kích hoạt cái hướng nè. Ui giờ phải bảo vệ mấy anh lẹ mới được, không thôi là mấy anh bị quánh ấy. Ui nó tới nơi kìa. Ui trời 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 trời. Đó giờ mình sẽ lắp ở trên trước các bạn ơi, lắp hết luôn để bảo vệ mấy anh nhân làng ấy. Rồi cô lên. Ui da trời trời trời, cố chịu chút đi các bạn ơi, bảo vệ mấy nhân làng là chính đây. Rồi giờ thì khô máu với tụi mày luôn. Này thì đánh bé gấu của tôi này. Quýnh ơi, ây da. Đó, đánh này. Ui da. À, ui da, mày. À, này, tên cầm đầu nè. Cầm đầu, ui trời, cầm đầu này. Quýnh em, mình quýnh trên cầm đầu trước các bạn. Cầm đầu, thủ lĩnh. Quýnh luôn. À, ok, bây giờ mình sẽ thử cái cung nạp nhanh nha các bạn. Tại vì nãy mình mới enchant được cái cung nạp nhanh này. Để xem có tốc độ nạp đạn của nó có khác biệt gì cho với cây cung bình thường nha. Nạp nhanh 1 mình nghĩ chắc nó không khác biệt nhiều đâu các bạn ơi. Ok, giờ mình sẽ đợi mấy tên kia lại thôi.
Nó mình thấy kìa, mình thấy kìa. Đó. Ở đây mình có xương rồng này, nhiều khi mình đánh ấy, cái nó rơi vào cái xương rồng ấy. Đó, mình lại lời được một ít sát thương đấy các bạn. Ok, giờ chỉ cần đợi mấy tên đó lại thôi. Đó, lâu thế, lại lẹ đi mấy cu. Này thì dám ha, cướp làng rồi ha, bây giờ còn qua quánh ha, bé gấu của mình nữa. Giận hết sức không? Rồi, sẽ quýnh không cho bay lên bờ luôn. Ui, nạp nhanh thiệt các người. Wow, nạp nhanh một thôi mà nạp cấp tốc luôn này. Nó ngang ngửa cung hay sao các người? Bắn hết tụi người luôn. Để coi mình được bao nhiêu mũi tên. Ui, mình còn có một mũi tên à. Bắn đi. Giờ quýnh tịnh. Quýnh cái tên cầm đầu này nè. Dùng khiên đỡ mũi tên. Đó. Mình sẽ lợi dụng cái ảnh em tự bắn nhau nha các bạn. Đó. Ui, tên này cầm ghiều anh Chan. Wow. Này thì cầm cầm ghiều anh Chan. Cầm ghiều hả? À, bây giờ mình giáp kim cương các bạn. Đấy, đâu có xoắn mấy tên này đâu. Này thì bắn hả. Về nó né đâu các kiểu các bạn ơi, vừa bắn phải vừa né nha. Đấy, nó bắn mình phải né để em giảm sát thương mà nó bắn các bạn. Nếu không nó bắn nhiều cũng sẽ ngỏm các bạn ơi. Rồi giờ mình sẽ lượm cái viên emerald lại. Ui, trời ơi, còn tên này lì này, ha, được một cái nỏ mới các bạn. Thì mình sẽ cắm cái gì ta? Ui, còn nữa hả? Này thì móc lớp hả? Ui da, sao nó cứ delay kiểu gì các bạn à? Ui sao nó hơi delay ấy, các bạn ơi? Đó, ui khó chịu nha. Rồi một tên cuối cùng thôi. Đâu ta? Thủ lĩnh mà đi nấp. Ơi tưởng thế nào? Thủ lĩnh mà đi nấp hả? Đỡ này. Đó đấy. Rồi. Chết đi. Thủ lĩnh mà đi nấp. Ok, giờ chắc bây giờ mình sẽ quay về nhà ngủ các em ơi. Hình như cái hiệu ứng này nó không có thời gian các bạn à. Mình đánh bao lâu cũng được ấy, cho nên các thoải mái luôn. Giờ về ngủ phát tỉnh táo rồi sáng thức dậy quýnh tiếp nha các bạn. Mình đợi nãy giờ mà không thấy mấy ảnh đâu hết các em ơi. Có nào không? Mấy tên này quay lại ngôi làng của mình không nhờ? Mình nghĩ là mấy tên này không biết ấy, thì lại quấy phá cái ngôi làng của mình nữa. Mình mới sửa hôm bữa này. Ok, bây giờ mình sẽ quay lại ngôi làng coi có mấy tên cướp dân làng không nha các bạn. Mình nghĩ mấy ảnh ở bên kia lắm. Chị ở đây hơi xa ngôi làng ấy. Ok, bây giờ quay lại ngôi làng thôi. Chẳng lẽ nào mấy tên kia vào tìm mình trong ngôi làng ta? Cái này con bò. Nhìn tự cứ tưởng mấy tên cướp dân làng không các bạn. Ủa, qua đây thì hết cái hiệu ứng rồi. Ủa vậy mấy tên đó đâu ta? Sao mình tìm hoài không gặp nhờ? Để coi mình có cái được xe mỏ không, đi lần đẳng cho nhanh các bạn. Đi bộ thì lâu quá. Rồi đi thôi. Mặc dù mỗi lần đi thì toàn là cắm đầu xuống đất không các bạn ơi, nhưng mà ít nhất cũng đi nhanh hơn mình đi bộ ấy. Đấy, đi lần đẳng thôi. Ok, giờ mình sẽ xây tiếp thôi các bạn ơi. Kệ mấy tên đi kia đi. Ở đây này thì các bạn nên đặt một cái kính nha bạn, để cho mấy anh dân làng đừng có chui vô ngồi ấy. Tại vì mình thấy mấy anh dân làng có một sở thích là ưa chui vô cái thùng ủ phân để ngồi lắm các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ làm một cái hàng rào để rào lại nha. Rồi bây giờ mình sẽ rào lại bằng cái hàng rào gỗ sồi này. Đấy, như vậy thì mình mới bảo vệ được mấy anh dân làng các bạn. Chứ ban đêm mà mấy con zombie hoặc là con phantom ấy, mà quên nữa, con phantom nó tấn công thì sao nhờ? Mà không sao đâu, tại vì mình đâu có bao giờ thức khuya quá 3 đêm đâu đúng không? Rồi, ở đây thì mình sẽ làm một cái cửa sập á các bạn, hoặc là đặt xi lắp phía trên đây này, để cho mấy anh dân làng đừng có ngọt cái kiểu như là lọt xuống hố ấy. Rồi tiếp theo thì mình sẽ đặt giường các ơi, tại vì cái máy farm này dựa vào cái cơ chế hoạt động của cái giường hay sao ấy. Mình có tham khảo trên mạng ấy, thì người ta sẽ đặt một cái giường ở trên đó các bạn. Ở đây mình sẽ đặt hai cái giường này. Rồi cách ra 1, 2 đặt ở đây đi. Đấy, đúng chưa? Đặt ở đây. Rồi trên đây mình sẽ làm mấy cái giường các bạn, rồi đặt lên đây. Đó, tầm 6 cái giường là được rồi. Ở đây một cái và ở đây một cái. Đó, tương tự với ở đây và ở đây. Hình như là làm ba góc thôi các bạn ơi, không cần phải 4 góc đâu. Một cái ở đây và một cái ở đây. Rồi, vậy là ổn rồi. Bây giờ mình sẽ đi qua cái trang trại của mình ấy, rồi cắt một ít len nha bạn, để làm cái giường ấy. Ok, quan bảnh thôi. Cừu thì mình cũng nhân giống được ít rồi các bạn, tại vì cái chuồng khá là bé ấy, thành ra mình cũng không được nhân giống nhiều ấy. Giờ sẽ làm cây kéo tỉa này. Rồi, cắt đông thôi.
Đấy, ra ba nha. Bụp. Ô, ba len nữa các mọi người. Wow, bé cừu này may mắn thật cái này. Đó giờ ấy thì mình toàn cắt bé cừu đó ra ba len thôi các bạn. À, cừu thì khi bạn cắt len xong ấy thì nó sẽ ăn cỏ và mọc lại các bạn ơi. À, thành ra không cần phải lo về việc cừu hết mọc lông đâu. Từ khi cái chỗ đất ấy nó không còn mọc cỏ nữa các bạn. Rồi, được 9 cục rồi này. À, mình cần tới 6 cái giường nữa các bạn ơi, như đây chưa đủ đâu. Ok, bây giờ mình sẽ chế tạo 6 cái giường rồi đặt lên 6 cái chỗ này nha các bạn. À, bây giờ mình sẽ qua đây rồi. Vào và làm 6 cái giường. Đó, ui. Mình full slot rồi, bây giờ mình sẽ vứt cái hàng rào này ra. Rồi, vừa đủ 6 cái giường luôn các bạn. Rồi, bây giờ sẽ nhảy lên rồi đặt lên đây nha. Và đặt ở đây. Đó. Mình không biết có bắt buộc là giường giường trắng không nha. Mình nghĩ chắc là giường gì cũng được các bạn ơi, giường màu gì cũng được ấy. Đó, vậy là ổn rồi đấy. Bây giờ mình sẽ đưa anh Văn Làng vào nha. À, cái này thì mình thấy nó đơn giản hơn mấy phiên bản trước á các bạn ơi. Mấy phiên bản trước ấy thì cần có anh Văn Làng mở cửa, mà phiên bản này mình thấy không cần anh Văn Làng mở cửa mà mình lo là nó không hoạt động được các bạn ạ. Thôi kệ đi, cứ làm thử đi các bạn. Nếu nó không hoạt động thì những tập sau thì mình sẽ tìm cách rồi sửa lại để cho nó hoạt động nha. Bây giờ mình cần phải làm một ít cái đường ray. À không, lấy thêm đường ray các bạn để đưa mấy anh Văn Làng vào bên trong nha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đưa mấy anh Văn Làng vào bên trong nha các bạn. Giờ mình sẽ đặt một ít cái đường ray này đó, để dẫn tới cái chỗ anh Văn Làng nè. Rồi sau đó mình đẩy anh vào thôi đó, khá là đơn giản luôn. Rồi đi vô anh ơi. Anh này không có thu hoạch được. Anh nông dân mới thu hoạch được lúa được các bạn ơi. Anh này này, anh đợi anh mũ rơm này. Rồi vô anh ơi, đưa lần ba anh luôn. Anh này thì phải đi vô sâu chút đã. Giờ mình tìm cách mình đẩy lượt ba anh luôn nha các bạn. Trời. Đi lỡ anh ơi, đi lỡ anh ơi. No. Phải chặn đường các bạn. Nếu không thôi là ảnh không có đi vào đâu. Ảnh quay ngược lại. Rồi. Giờ đưa ảnh vào trong rồi mình sẽ đập cái đường ray ra nha. Đó. Rồi. Và một cái ở đây nữa thì phải. Đúng rồi. Búp. Xong. Giờ mình sẽ đẩy ảnh vô. Rồi mình đóng cửa lên. Đóng cái hàng rào lên nha các bạn. Để không thôi mấy ảnh chạy ra ngoài ấy. Rồi đi vô. Búp. Xong. Rồi bây giờ mình sẽ tìm cách đi vào rồi gỡ mấy cái xe mỏ ra khỏi người ảnh nha. Đấy. Đặt lại. Rồi, vậy là xong rồi. Rồi giờ mình sẽ lấy xe mỏ lại. Đó. Rồi. Thu hoạch đi anh ơi. Đấy. Rồi. Cà gót mình gần chín đây này. Đó. Ủa sao? Ủa sao mấy ảnh chạy nha? Ủa sao mấy ảnh chạy mà đổ mồ hôi văng tứ lung tung hết các bạn. À chắc cái mấy ảnh sợ cái cuộc xâm lược các bạn ơi, mấy ảnh chạy kìa. Nó kiểu như mấy ảnh sợ đổ mồ hôi hay sao ấy các bạn. Mấy ảnh chạy quá trời mà thôi kệ đi. Yên tâm mấy anh, yên tâm, có lọc đây rồi là sẽ bảo vệ mà. Kệ mấy ảnh chạy kìa. Rồi giờ mình sẽ đi ra nha các bạn. Đi ra, sau đó đóng cửa lại. À, tiếp theo mình sẽ cắm đuốc nhưng mà mình không có đuốc trong người. Ok, để tí nữa mình về mình chế tạo sao các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đứng đây đợi xíu coi. Và mình thắc mắc là mấy tên cướp Văn Làng đi đâu hết rồi các bạn ơi. Mình không gặp tên nào lại đây luôn ấy. Ồ, chắc mình đánh mấy ảnh với mấy ảnh sợ các bạn ơi. Wow, này thì ha, dám xâm lược ha, chỗ của Lộc này. Đánh vài lần sợ giờ hiện cái hiệu ứng nhưng mà không dám lại đây nè các bạn. À, chắc ngán mình rồi, sợ mình rồi. Ồ, hôm nay nớp đã kiểu như làm cho mấy anh cướp Văn Làng sợ luôn các bạn ơi. Này thì dám chiếm địa bàn của Lộc hả? Ok, giờ mình sẽ đứng đây chút coi. Không biết ổn không ta. Ok đi các bạn ơi, nghĩ gì cũng ổn rồi đấy. Rồi, để mình trong thời gian giới tập ấy mình đứng ở đây rồi coi nó có hoạt động không nha bạn. Theo trên lý thuyết ấy thì trên mạng nó hướng dẫn như vậy nè các bạn, thì nó sẽ hoạt động rồi, nhưng mà không biết cái phiên bản này có được áp dụng không nữa. Ok, tạm thời như vậy nha. Rồi bây giờ mình sẽ cắt đồ rồi làm công việc tiếp theo nha các bạn. Ok, mình đã chế tạo được một ít cái khói theo dõi các bạn. Bây giờ mình sẽ làm một cái chỗ farm mía cũng như là farm tre nha các bạn. Thì phiên bản này, hai cái máy farm này nó cách hoạt động nó tương tự nhau các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ chọn cái địa điểm rồi mình đặt cái chỗ farm này xuống nha. Ok, giờ thì xuống dưới thôi. Sẵn tiện cho các bạn xem cái chỗ mà mình thu hoạch cacao này. À, một tí mình sẽ thu hoạch sau khi mình mà làm xong cái chỗ farm tre cũng như là farm mía nha các bạn. Rồi, bây giờ đi xuống thôi. Đó, mình có thể nhảy xuống mà không bị dính sát thương nha các bạn. Piu bụp.
Rồi chỗ farm mình sẽ đặt ngay đây nha, tại vì mình thấy trong hang này các bạn có một cái vách khá là đẹp này. Mình sẽ đặt cái chỗ farm ngay đây nha bạn. Bây giờ mình sẽ mở rộng thêm các bạn ơi, mình sẽ đập vô trong thêm một lớp này. Rồi sau đó mình sẽ đặt cái chỗ farm ngay đây nè. Rồi ở phía trước này mình sẽ ốp kính các bạn ơi thì nhìn nó sẽ đẹp hơn ấy. Ok, giờ mình sẽ đập ra nha. Ok các bạn ơi, sau khi các bạn đào vô bên trong ấy thì mình sẽ đặt cát xuống để mình trồng mía nha các bạn. Mía thì cũng có thể trồng trên đất ấy, nhưng mà mình cứ như thích trồng trên cát hơn các bạn ơi. Rồi ở đây mình sẽ làm một cái trụ để ngăn cách hai cái máy farm nha các bạn. Còn bên đây mình sẽ đặt đất này để trồng cây tre các bạn. Cái đất này thì mình dùng cây cúp mềm mại của mình này, rồi mình đào ra thôi các bạn ơi. Rồi tiếp theo mình sẽ đặt nước ở phía trong nha các bạn. Tại vì mía thì có nước mới trồng được ấy. Thành ra mình sẽ đặt nước ở phía trong nha. Rồi giờ mình sẽ đặt nước ở chặn cái này ra để không thôi nó tràn ra ngoài các bạn. Chặt ở đây đó, và một xô nữa thôi thì cần hai xô là mình có thể làm nước dính củi các bạn. Ở đây đó, vậy là xong rồi đó, rất là đơn giản luôn. Rồi cái máy farm tre thì chắc không cần đuốc đâu các bạn. Ủa không cần nước đâu các bạn ơi. Rồi tiếp theo mình sẽ đặt cái piston nha. Piston thì mình sẽ đặt ở vị trí thứ hai đúng không ta? Đúng rồi bạn, piston thì đặt ở vị trí thứ hai nha. Cái này cũng vậy này. Ok các bạn ơi, sau khi các bạn đặt cái hàm piston xong ấy thì các bạn đặt cho mình cái khối theo dõi phía trên nha. Các bạn lưu ý là nên vào bên trong đặt ra thì nó mới được nha các bạn. Chứ ở ngoài đặt vô thì nó sẽ không hoạt động đâu. Giờ mình sẽ dùng cái cúp mềm mại để đào đá này ra đó các bạn. Sẽ cắm đuốc lên để cho các bạn dễ nhìn nha. Đứng ở phía trong này mình đặt mới được này. Bây giờ mình sẽ đặt cái khối theo dõi xuống. Đặt như vậy. Cái đỏ đỏ này phải chĩa ra sao nha các bạn. Rồi tương tự ở bên kia luôn nha. Ok, mình đã đặt xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ làm một cái chỗ để nó dẫn điện nha các bạn. Chỗ dẫn điện mình sẽ dùng đá cuội đi. Sẽ đặt ở đây rồi đặt redstone lên đó các bạn ơi. Cái này thì đập ra đi. Mình sẽ đào vô thêm một ô để mình cắm đuốc cho bạn dễ nhìn nha. Rồi bây giờ mình sẽ đặt ở đây. Để đặt đá đỏ vô các bạn. Đặt ở đây. Rất là đơn giản luôn. Rồi, vậy là xong rồi đấy. Hệ thống này mình thấy là đơn giản nhất luôn, là mình có thể làm được ấy. Còn hầu như mấy hệ thống khác các bạn thì rất là gườm gà, cần cái máy lập rồi máy so sánh các kiểu ấy, mấy cái đó thì mình không rành ấy. Rồi cho nên mấy cái nào đơn giản thì mình làm trước nha. Rồi đặt vô đây ấy, vậy là xong rồi. Bây giờ công việc tiếp theo ấy thì mình sẽ ở đây còn một cái piston này, mình sẽ đào ra thêm đi đó, để mình đặt nốt luôn các bạn. Cái này cắm đuốc ở đây đấy, đặt ở đây và một cái piston ở đây, cũng như là observer ở đằng sau các bạn. Ở đây đó, vậy xong rồi. Rồi bây giờ mình sẽ lấy mía cũng như tre đem xuống trồng cho bạn xem thử nha. Ok bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đặt mía vào thôi các bạn. Bây giờ mình sẽ đặt lên đây nha, đặt đều hết luôn các bạn ơi. Đấy, đặt ở đây rồi, đặt thêm một cái ở trên nữa nó sẽ thu hoạch đấy. Bụp nó làm một lần là hai bên luôn các bạn ơi. Mình nghĩ mình sẽ sao cái này nó như thu hoạch đây không ta. Ok giờ tương tự với tre nha. Tre mình sẽ trồng xuống các bạn. Mình chưa làm cái hệ thống nhận đồ nữa, mà tạm thời làm vậy trước đi các bạn. Một tí mình sẽ lên rồi lấy sắt rồi làm cái hệ thống nhận đồ nha. Ở đây mình sẽ trồng lên thêm này. Tre mới đây mọc rồi kìa, tre mọc rất là nhanh luôn nha các bạn. Đặt lên trên đó. Mình sẽ có tre rất là nhanh luôn nha các bạn ơi. Rồi mình sẽ làm thêm một cái nữa cho các bạn xem nha. 1, 2, 3 búp ấy. Nó sẽ tự thu hoạch sau khi mà mình có cái gì ta, cái hopper ở phía dưới các bạn, tại vì mình cần hopper để nhận đồ sau khi mà nó đẩy cái mía này xuống ấy. Ok bây giờ mình sẽ lắp cái này được trước đi, rồi mình sẽ lên trên đây lấy sắt rồi làm cái hệ thống nhận đồ ở phía dưới nha. Ok bây giờ mình sẽ chế tạo ít cái rương nha bạn, tầm 4 cái rương đi. Tại vì mình hai bên mà. Mình sẽ đặt ở đây hai cái rương này, rồi sau đó mình sẽ đặt hopper nha. Đó, bên kia thu hoạch đó các bạn. Rồi, đặt hopper chĩa vào cái rương nha các bạn. Rồi, tương tự với mấy cái hopper khác thôi. Rồi, ở phía trên cái hopper này mình sẽ đặt cái đường ray nha các bạn. Rồi, giờ mình sẽ đặt cái đường ray tăng tốc thì càng tốt nha. Đặt như vậy. Ok, cảm ơn. Sau khi các bạn đặt đường ray tăng tốc ở phía trên đây thì các bạn đặt cho mình một cái khối redstone ở cuối cái đường ray nha. Rồi sau đó đặt cái đường ray tăng tốc lên nữa. Đấy, nó sẽ kích hoạt cái đường ray, rồi sau đó thì các bạn đặt cát lên bình thường thôi. Mà mình cần phải làm cái xe mỏ chứa rương trước các bạn để nó hút đồ ấy. Bây giờ mình sẽ đặt xuống. Rồi nó đã chạy bình thường đấy. Bây giờ mình sẽ đặt cái đường cái cát lên thôi. Đặt lên trên. Bây giờ mình sẽ thử vứt một món đồ coi nó có hút không nha các bạn.
lộn cái xe mỏ chứa hopper, nhầm xe mỏ chứa hopper mới được em ơi. Ô mình nhớ nhầm rồi. Ôi dạ, rồi đây lại em, mình sẽ làm một cái xe mỏ chứa hopper nha. Quên xe mỏ chứa rương thì sao hút đồ được các bạn ơi. Rồi đây xe mỏ chứa hopper đây, rồi mình sẽ đặt xuống. Đấy, tiếp theo là đặt cát lên trên thôi. Đó, như vậy thì nó mới hút đồ nha các bạn. Rồi, ủa à đây cục cát đây. Đó, rồi đặt lên. Quên nữa, ở đây không có nước. Giờ mình sẽ lấy cái piston lại đi các bạn ơi, để mình đào cái này nè, để đặt nước lại. Hồi nãy mình đập ra để mình làm cái hệ thống nhận đồ này. Đó, rồi. Mặc dù cái này nó nhận đồ xuyên block nhưng mà có cái điểm yếu đó chính là nó hơi ồn nha các bạn. Đó, cho nên các bạn nên dặn nhỏ âm lượng của cái xe mỏ xuống nha. Bây giờ mình sẽ cho nước vào để trồng mía lại nha các bạn. Đó, trong thời gian dưới tập chắc mình sẽ làm tương tự với chỗ bên kia luôn nha bạn ơi, để nó có thể nhặt đồ tự động ấy. Rồi, vậy là ổn rồi đấy. Đó, hệ thống này cũng khá đơn giản luôn các bạn ơi. Rồi, bước và ở đây. Đó, giờ mình bước cái nè. Đó, nó hút đồ đó bạn. À, rồi vậy là ổn rồi. Giờ sẽ đặt ở đây. Đặt ở đây rồi trồng lại thôi. Trong thời gian với tập chắc mình sẽ trang trí lại các bạn ơi, chứ để thô gì nó hơi kỳ ấy. Rồi, ở đây mình sẽ ốp kính lên nha. Ốp kính mặt trước đi các bạn. Mặt trước thì mình sẽ ốp như vậy này. Đó. Để có thể nhìn xuyên luôn á các bạn ơi. Rồi. Búp và búp. Đó. Còn phần farm tre cũng tương tự nha bạn, các bạn làm tương tự như chỗ farm mía nha. Ok, bây giờ mình sẽ cắt đồ rồi làm công việc tiếp theo nha bạn. Ok cảm ơn, bây giờ mình sẽ chế tạo một cái la bàn và grab một cái bản đồ ấy, để khi mà mình đi lạc các bạn mình có thể quay về nhà dễ dàng hơn. Rồi. Đó. Ok bây giờ mình sẽ ra ngoài và tạo cái bản đồ này nha. Búp. Ồ, mình ở bên góc phải màn hình các bạn ơi. Giờ mình sẽ bấm chỗ này. Đấy, là mình được cái điểm đánh dấu các bạn. Đó, rồi ok, giờ mình sẽ lấy một ít thức ăn đi, rồi chúng ta cùng nhau ra biển tiếp nha. À, lâu quá không ra khám phá biển các bạn ơi. Ok, giờ đi thôi. À, biển thì mình sẽ đi thẳng về hướng này nha. À, ok các bạn ơi, mình đã tới cái vùng biển ở này, bây giờ mình sẽ dùng thuyền ấy để đi ra khơi nha. À, cái bản đồ này thì tạm thời dẹp nó đi các bạn. Rồi, đi thôi. Ủa? What? Ủa dấu chấm mình đâu ta? Ô trên bản đồ không hiện dấu chấm của mình các bạn ơi, dấu chấm mình vẫn đứng yên kìa. Ủa giữ dấu chấm đâu nhờ? Ô thôi kệ đi các bạn ơi, tí mình sẽ dùng tọa độ mà mình đã lưu sẵn rồi mình đi bộ vậy thôi chứ sao giờ. Mà lỡ tạo họ giữ trong người đi các bạn, nhiều khi lại cần ấy. Ok giờ mình sẽ rẽ về phía bên trái đi, tại hôm bữa mình đi về bên phải rồi ấy. Đó, ở dưới có cái công trình gì kìa. Wow, mấy cái tàn tích ở dưới biển các bạn thì thường thường sẽ có mấy con zombie chết đuối ấy. Đó. Ở dưới có cái rương luôn. Wow, được ấy. Rồi đi xuống. Đó, mình có cái đôi giày các bạn, đôi giày bơi nhanh dưới nước ấy. Đấy, thành ra rửa mấy con zombie cũng khá là dễ. Rồi giờ mình sẽ lấy cái đồ trong đây thôi, sẵn tiện có cái cục này để hồi oxy luôn ấy các bạn. Rồi mở ra. Lần đầu mà lướt cái này ra được cái emerald các ơi, lúc trước lướt toàn ra cái gì đều không à, toàn là cần câu thôi. Cần câu sửa chữa này. Wow, ok giờ mình sẽ lấy ít oxy ra. Oxy. Đó, sẵn tiện chắc mình sẽ xuống cái ravine này thử xem coi có gì không nha các bạn. Wow, ravine thì cũng khá sâu này. Để mình xem coi. Mình có đem theo một cái cửa cho nên không sợ hết oxy đâu các bạn à. Wow, cái dẫn tới một cái hang luôn các người, hấp dẫn ấy. Sắp tới mà mình có cái nón rùa hoặc là cái nón thở dưới nước ấy thì mình sẽ cùng các bạn khám phá hết mấy cái ravine ở dưới biển nha. Mình rất là thích khám phá mấy cái ravine dưới biển luôn các bạn. Không biết có bạn nào thích khám phá ravine dưới biển giống mình không nhờ, thì đừng quên comment ở phía dưới nha. Ok, giờ mình sẽ đi qua đây. Ở đây thì hơi tối các bạn thông cảm giúp mình nha, tại vì mình chưa có cái thuốc gì trong bóng đêm các bạn ơi. Rồi giờ mình sẽ đặt cái cửa lấy oxy lại cái đã. Ôi dạ. Mình sẽ tìm cách coi ở đây có vẻ không có kim cương rồi các bạn ơi. Để mình qua đây cái nữa coi. Ở đây tối quá. Ở đây có nhiều khoáng sản lắm các bạn ơi, lưu ly các kiểu này, nhưng mà không có kim cương, buồn nhờ. Ui. À cái này là cái cỏ biển thôi. Ok đi lên thôi các bạn ơi, hết oxy nè. Ui lẹ. Ui da.
Ui, mình xa cái chỗ mình ghê luôn kìa. Rồi ok, giờ mình sẽ lại thuyền rồi đi ra tìm cái chỗ khác thôi các bạn. Chỗ này không có kim cương rồi. Rồi đi thôi. U cái heo kìa. Cái heo nhảy lên đó các bạn ơi. Đó. Đã chưa, đã chưa. Yeah. Rồi mình sẽ đi xung quanh coi còn cái thuyền không nha các bạn. Ở đây có cái robin này. Wow, cũng khá là sâu ấy các bạn. Được 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 được. Giờ mình sẽ thử ở dưới coi có gì không nha. Ui trời ơi trời. Wow, cái heo búp mình một phát mình lội nhanh ghê luôn ấy. Ui ui. Mình lội mình đụng vô cục đá luôn. Wow. Rồi, giờ mình sẽ đi lại đây coi. Ở đây cũng rất là sâu nữa các bạn. May mà ở đây có nhiều cái gì ta, cái mắc mai ấy, cho nên mình có thể thở được các bạn ơi. Rồi giờ mình sẽ bò từ từ dưới đây coi có kim cương không nha. Ước gì giờ ở đây có kim cương nha. Rồi dạ. Wow, nó hút mình xuống hoài luôn ấy. Nhưng mà tiện là mình không bị mất oxy, tại vì nó hồi oxy liên tục ấy các bạn. Đấy các bạn. À. Rồi để coi. Cái Robin sâu vậy mà không có kim cương à. Buồn nhờ. Nó sâu cực các bạn ơi, nhưng mà không có kim cương. Buồn thế. Ở dưới có một cái hang nữa kìa. Mà ở đây tối quá các bạn ơi, mình không thấy gì hết luôn ấy. Rồi sắp tới mình sẽ cố gắng chế thuốc trong bóng đêm sớm sớm rồi mình cùng các bạn khám phá đại dương cho dễ nha. Được cái cuốn sách này. Yeah, lấy giấy luôn các bạn ơi. Và một cái rương ở đây. Đó, tiên ti lấy này. Đó, có tre nè các bạn. Nhiều khi các bạn đi khám phá đại dương thì vẫn có thể tìm được tre nha. Đó. Ui lè nè nè. Ui. Hên quá, hên quá. Rồi, giờ mình sẽ cùng các bạn khám phá kho báu này nha. Rồi. Để xem nào. Cái này quen quen nhờ. Ok, giờ mình sẽ đi về hướng Tây Nam các bạn ơi. À không. Đúng rồi, Tây Nam các bạn. Tây Nam đúng không? Ok, giờ mình sẽ đi về hướng Nam trước đi. Hướng Nam vậy là ok, đi hướng này nè bạn, thẳng đi hướng này nè. Đó, giờ đi về một hướng trước thì nó sẽ dễ dàng tìm hơn nha các bạn. Ok, giờ mình sẽ đi tới khi nào mà nó hiện ra thôi nha các bạn. Mình sẽ đi tới một chút. Sau đó thì mình sẽ rẽ bên đây. Đây là hướng Tây đúng không? Đúng rồi các bạn, đây là hướng Tây nè các bạn. Đó. Ok. Đừng nói là kho báu sắp vào biển nha. Buồn lắm ấy. Trời cũng gần tối kìa, đừng có tro nhau mà. Rồi luôn. Bị tồn nữa rồi các người. Bỏ công sức nguyên một buổi trời đi ra gông gã ngoài biển, cốt cuộc là cái kho báu mình đã tìm rồi. Ngay chỗ đó nữa bạn, hôm bữa mình tìm rồi ấy. Nó. Thôi kệ đi. Vứt. Ok, chắc bây giờ mình sẽ quay về nhà nha các bạn. Tại vì đi mà cũng tối này, mình không có đem theo cái giường ấy. Ok, giờ đi thôi. Như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã enchant thành công cái bộ giáp kim cương, là một chỗ farm nhân làng cũng như là farm tre và mía tự động. Ở như tập sau, nếu các bạn muốn mình xây dựng gì hay chế tạo những công thức gì mới ấy, đừng quên comment ở phía dưới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở tập tiếp theo. Bye bye.